Ồ, vào phát bắt đầu luôn à? Mẹ, đúng phong cách nhỉ? Đoàn tàu. Đi lên tàu. Wow. Đỉnh cao, đỉnh cao. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thế là sẽ có sáu cháp à? Nhạc hay thế. Từ từ nha, che item các bạn này. Đợi tôi tí, tôi phải chỉnh lại cam. Chỉnh lại cam dưới đi. Cho dễ nhìn nha. Sau này show quảng cáo đi đây đi. Ok. Kìa, mất mẹ con ruồi rồi. Bình sữa với cả bao diêm. Em bé bút sữa. Cái ghim. Cái ghim à? Cho em bé uống sữa em. Hay chưa có sữa nhỉ? Chưa có. Đều kéo lên được nữa rồi. Please take care of her. Her luôn ạ. À. Với cả cứt. Từ từ, cái này có uyển khúc này. Đéo nuôi lại cho mình nuôi à? Từ từ, sang phải xem có gì không nữa. Chìa khóa. Game thì đều lấy được chìa khóa rồi đúng không? Chanh. Đây là cái gì? Đốt mẹ chanh. Đó phải. Cưa. Cưa. Cưa vào một mảnh vải. Mảnh vải. Để lau chanh, đó phải. Cưa bức chanh luôn. Cưa bức chanh. Đó phải. Mảnh vải để lấy cái này cũng đéo phải. Ô, nó có cái thanh bị mỏng mỏng vậy anh, bên đúng. Trái. À, thế thì dùng cưa cưa. Lấy được cái thanh khều cái này. À, xong mới nhặt lên. À. Bổ ích, bổ ích. Quầy bán vé mở cửa. Đéo mở được. Mở bên này. Wow. Ô. Thăm item. Cho một cái item nào vào. Cưa xích luôn. Không. Cho bà thanh sắt. Cho bà cái cưa. Cho bà cái kim. Cho bà bao diêm. Đéo phải. Từ từ đã. Mở lên nhìn vô ta. Đéo cho nhìn vào luôn ạ. Đốt lên. Không phải đốt. Ghim vào. Cưa thùng rác. Lấy miếng vải. Lấy que vẹt chọc. Đéo phải. Phải luôn. Lửa. Ừ, đấy. Nó chỉ có bốn cái đấy thôi. Lấy miếng vải với đắp cho đứa bé. À, nó làm tã. Tã. Bánh chân đấy là thầy. Rồi phải lấy ghim về để kẹp vào. Xong rồi mới yêu từ từ ném vào thùng rác. Rồi ném vào thùng rác à? Anh nghĩ là thế.
Đúng rồi. Ừ. Bốc mùi. Đóng nắp vào. Con gì sẽ nhảy ra? Từ từ bốc mùi này là đốt. Ồ, nó là khí ammoniac. Ừ. Không phải ammoniac là nước đáy. Nó là khí gì nhỉ? Metan. Nổ. Ừ, nổ luôn. Lấy được một cái bay. Bay đưa cho bà đéo phải. Cậy quầy số 2, đéo phải. Từ từ. À, thế nó liên quan đến bức tranh. À, đúng không? Có khe. Cậy. Đấy. Tạo tranh. Ui. À đây, ký hiệu ở ấy bà đấy. Là sao nhỉ? Ấn điếu thứ tự hay sao ta? Đéo có thứ tự ở đây cơ. Ấn sáng lên như vậy hả? Ừ, hay chỉ ấn sáng những phần như này thôi. Đúng. Ừ. Một vạch trên. Đây, nắm đấm. Một vạch và chữ D. Ồ, đây là tối rồi. Làm ngược lại. Ngược lại à? Là mấy chỗ đó để sáng, mấy chỗ kia để tối. Thì đây nó là như này. Quên hình rồi. Đây nó là như này. Đó còn một ký tự nữa. Đây như này. Thì đây, cái này là để tối. Không, anh nghĩ là nó phải để sáng lên chứ. Sáng lên thì nó là như này. Đấy. Đó. Được đó. À cái nét, nó bị nét chưa chưa on nữa. 10 giờ 15 phút. 10 giờ 15 phút lại ra chỉnh đồng hồ à? Tàu đến. Ticket please. À đấy, bây giờ có vé này, bây giờ có vé. Đưa gì cho bà này ta? Từ từ, hay cái quầy số 2 mình sẽ cậy nhỉ? Trời ơi. Cậy thật. Ô. Cậy được. Vẫn chưa được. Mua vé là phải có tiền luôn ta, thế phải kiếm tiền. X tay phải. Ô, tiếng Việt đó. Trời ơi. Ui, này có tiếng Việt luôn à. Thế có phải đỉnh hơn không? Ga dự cuối. Tương lai sẽ đến. À. Ui. Xin lấy. Ui, thì tích kết. Những tấm vé. Ga giường cũi. 10 giờ 15 thông tin của cái này thì hết rồi. Chẳng lẽ cưa hay cậy được cái này nữa. Đen để cạo. Đây, mấy cái này thì nó nhít chìa khóa ghê. Thử túi áo này xem mấy. Không được, không thì nói chuyện với bà bán vé nên bà này không tôn trọng. Trời ơi. Bà đang ngủ mà, bà đóng quầy mà. Ticket to the next station. Một đồng nữa. Tiền đâu? Cho bà cái cưa. Mẹ giờ kiếm một đồng ở đâu ra nhỉ? One coin please. Một đồng xu. One coin please. Xin bà mẹ xem. Chị ơi, cho xin một đồng đi. Bài đéo nói cái nữa cơ, bài đéo tương tác rồi. Một đồng ai kiếm đâu ta? Ừ. Xem cái đèn à. Lấy cái cây khều cái đèn. Cây khều cái đèn. Được. Hộp này cũng hết rồi này.
mẹ hả? Nó một đồng ở đâu chú ra? Chú bảo vệ kìa anh. Không, chú là đòi vé. Ticket please. Móc túi thôi thì. Đấy. Ừ. Đó là cái phần mà cái túi đó. Túi thật ạ. Siêu trộm thật. Vãi cờ siêu chém ạ. Ticket to the next station. One coin please. Game vãi bìu thật. There you go. Have a nice journey. Mình phải mang đứa bé theo chứ đúng không? Mình nuôi đứa bé mà. Đi luôn. Ticket please. Nhìn nàng nàng. Ok. Thank you. Have a nice journey. Tiếng Việt nó hay hơn bao nhiêu. Không mang đứa bé theo à? Nãy bà ấy bảo là hãy chăm sóc nó mà đúng không? Đúng đúng đúng. Nhận là mang theo rồi. Để lại cái nồi. Ừ hay mang theo. Ê đây con ruồi. Tao lấy được. Làn đường trẻ em. Tìm một đoạn tàu. Ô, lại bà này. Ôi lớn rồi. Long ra đây à? Thời gian. Cái tàu thời gian. Ừ, cháu hư. You have made it to this year. I don't want to leave her. Còn mấy thời gian à? Might have to. Please protect her also in the years to come. Okay. Okay luôn. Được bạn. Phải cho bây giờ phải tìm kẹo cho nó anh ạ. Ừ, từ từ xem nào. Bây giờ để kiểu sinh dung mà. Lấy cái cậy ra, cậy ra. Kẹo đấy á, xong cho nó ăn á, vãi cả cứt. Kẹo đấy, kẹo khổ. Nè, đùa. Thử. Hay ai thật này. Ngài luôn mà. Trời ơi. Đặng nhé. À, được kẹo sinh gum đã nhai. Được cái bã. Tiếp, tiếp, tiếp. Ơ, đi đâu mẹ rồi? Chắc là đi thôi. À, thiếu khóa này. Ô, xếp tranh. Xếp tranh. Thiếu một bức tranh. Thiếu, 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 thiếu. Các chuyến nghỉ mát từ nhỏ đến lớn. Ơ, như mất mẹ cậy rồi. À, từ nhỏ đến lớn à? À, xếp này. Quá lớn. Hình như là... cái ly xong rồi cái diều. Nó là kích, kích cỡ thật cái này. Cái diều à? Ly xong đến cái diều, không phải. Ô? Thành diều. Ly xong đến cái mũ à? Cái mặt trời. Mũ. À. Mũ xong rồi đến diều. Đúng. Diều xong đến con lạc đà. Lạc đà xong đến máy bay với kim tự tháp. Cái nào to hơn nhỉ? Kim tự tháp to hơn máy bay chứ. Kim tự tháp to hơn anh. Máy bay. Xong rồi đến kim tự tháp. Xong rồi đến mặt trời. À. Cười. Mẹ cười trông kinh thế. Creepy vãi thề. Joker. Là mau. Ô. Dính cái gì lên? Dính hình như là để dán tranh lên. Ừ, nó phải dán một cái gì đó. Tạp chí dịch vụ chụp ảnh. Ở cửa chị ơi. Chìa khóa, cái đó chìa khóa. Không, chìa khóa này chắc là ở cái bốt điện thoại. Ờ, ông chú lại đi rồi. Ở trên này để lại một cái đồng hồ. 12 giờ, tí mình phải chỉnh giờ. Ôi để cho chỉnh nó cao quá. Những tấm vé. Ủa con tấm bé kìa. Ờ. Mr. Oi. Quý ông cú. Áp phích chứ. À để dán vào chỗ trống lúc nãy. Cái này là để tí nữa giải đố rồi này. Ồ, con bé mã khóa này. Mã khóa này. Any news? 209. Ai đố, hình như là cái bức tranh trên tường luôn anh. Không chạm vào. À, đây còn chờ bóc túi. Tiền ở trong đó rồi. Any news? Con chờ bóc túi rồi. Có tin tức gì không là ông này có cầm áp phích không? Any news? Không. Áp phích này để tí dán rồi.
Ấy, cái này để giải đuối kia đấy. Đúng rồi, hai cái này để giải đuối kia rồi. Không còn, đang bên bên hình như là tam giác vuông nè. Bao nhiêu cái tam giác, bao nhiêu cái vuông nè. Tam giác tròn. Tam giác tròn. Cộng với ở đây có năm vuông. Tam giác tròn vuông. Và thế thì ở bên kia bên này à? Bên này có năm cái vuông nè, anh có cái bảng cộng trừ bên năm năm tam giác, một tam giác, năm vuông, một tròn cộng với cả cái bảng bên kia nữa. Tí nữa mình phải đếm lại. Đây là cái bảng này à? Đéo phải, bảng này bảng xếp. Đây bảng này có hình thoi này. Bên cạnh cơ. Đấy, ừ. Đấy. Con bé lại leo qua đây. Ui nó trèo lên đấy luôn. Ghi lại. Ừ. Rồi đéo. Này tí mỗi người nhớ một số là được. Dàn graphic này. Dàn graphic ở đây đã. Nụ cười. Đôi mắt lấp lánh. Vòng tay. Lấp lánh dữ chưa? Tóc mới, tóc mới, đôi mắt to, mắt to, nụ cười tươi hơn, nghèo. Bất ngờ, đéo phải, điểm mẹ bất ngờ là cái gì? Bất ngờ cái hộp ấy, cái hộp à? Đúc đúc, tóc mới, mà bất ngờ đôi mắt to, cười tươi hơn, bất ngờ, ui, vãi cả bìu thật, tình huống khẩn cấp, 53114, hình như mã, 53114, mã này thì 4 số em ạ. À có một cái mà để mở là số điện thoại nhé. 53114 quay lại phòng điện thoại cho nó. Con này mở được này. Gọi điện thôi. 53114. Đéo có tiền thì một tiền. Một tiền. Tiền là ở túi ông kia. Thế thì bây giờ phải có gì cho ông ấy đọc. Thì trước ấy mình sẽ giải cái bức ảnh trước đi. Để anh sẽ nhớ anh nhớ tam giác đi, thằng nào nhớ hình khác đi. Năm vuông. Em tròn. Em vuông. Năm vuông để đâu, bên này còn vuông này. 1 2 4 5. Phải chết. 54 chéo trừ cho 46. Rồi. Giờ chín vuông. Tính 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 bảng số rồi nè. Rồi bấm đi anh. Chín vuông hình như mỗi cái kia là 1 hay sao ấy nhỉ? Nó tính vuông đâu. Còn đâu có hình vuông trong này đâu. Tức là à, bấm tròn đấy. Đéo hình bấm vuông. Bấm vị trí á. Vị trí là sao? À hay là vị trí à, là vị trí của mấy cái hình ở trên nó có là kiểu 1 2 4 5 6 7 8 9 đúng không? Tức là hay là vị là ở trên nó có những cái hình nào mình cộng vào á đấy. Nó à, sáng mấy... lên đấy. Cái chỗ nào nó sáng lên thì mình cộng vào. Tức là cái hình này nhá là nó sáng số 7 với số 3 này. Đó, cái tam giác là sáng 4 5 6 này, cái vòng tròn là sáng số 1 số 9 này. Thì mình mường tượng mình bấm vô thôi. Điệp mẹ sai ở đâu ấy nhỉ? Nó lại nhìn thấy anh bấm thử xem nó như nào đó. Là anh bấm vô đi. Anh bấm thử cái đi. Anh bấm cái hàng ngang ở giữa để sáng lên. Đấy, nó như vậy đó, tức là giờ là hàng ngang giữa nè, xong rồi cái góc trái dưới, góc phải trên. Đó, vậy là sáng đều luôn mà, vậy sáng hết bạn. Ừ, thế nó sáng hết à? Đâu, nó có hình tam giác cộng với hình tròn kia trừ hình thoi ra. Tức là ở trên kia nó sáng những cái nào á thì mình mở sáng cái đó. Xong rồi mình trừ cái hình cuối cùng là mình cho nó tối lại. Hình cuối làm gì có? Thế tam giác làm gì có, tam giác nó ở dưới này mà. Ừ, tam giác là nó sáng hàng giữa đúng không? Là mình sẽ bật sáng hàng giữa lên. À, đây từ từ. Đây là nó theo ấy thôi em ạ. Đây là bên dưới này là nó tượng trưng cho cái hình đấy. Ví dụ đây hình thoi này thì nó sẽ sáng hai cái này. Hình này nó sẽ sáng hai cái này. À. Thế thì phải nhớ đấy, từ từ. Từ đầu là tam giác trước à? Nó là hình này. Tam giác là ba hình này. Cộng với cả hình tròn là bên này. Tam giác. Xong rồi cộng với hình tròn là đây à? Đúng rồi. Đúng rồi. À, trừ cộng với cả hình hình chữ nhật là hai hình bên này. 19 này cộng trừ đi hình thoi. Trừ đi hình thoi là trừ hai ô bên cạnh. Trừ 46. Đúng rồi. Được cái vé tàu. Hay thế nhỉ? À, hấp dẫn.
nhưng mà vẫn chưa có đồng xu. Ừ, vé tàu chẳng lẽ đưa cái vé cho ông này à? Không, ông này thì cần báo. Bây giờ đến cái tấm áp phích. Cái tấm áp phích này, số này có vấn đề này. 53114 tạp chí dịch vụ chụp ảnh. Tương tí là tương tác tạp chí xong rồi. Mình tạp chí này là chỗ để mình mua để đưa cho ông ấy rồi, chắc chắn rồi. Cho mình vé tàu sớm quá ta. Em lại lấy vé tàu đi tiếp à? Không, chưa đi luôn được. Tiền. Cái vé tàu còn hai bức tranh kia mình chưa làm được. Phải lấy tranh lên một cái đấy rồi. Nó bị thiếu. Nhìn trông nó cứ lệch lệch nào. Ừ. Mẹ tí nữa xếp trông vỡ mồm ấy. Từ từ. Ông cú, à đây con bé đây này. Phú bồ. Hay đi tìm con bé, nó sẽ cho gì nhỉ? Con bé. Thế này. Đây này. Nó tìm được bức tranh này. Cháu tự chơi luôn cháu ơi. Này chắc chắn là tranh ở đây. Rồi. Xếp à, quay trái phải thôi. Dễ, thế thì phải quay từ trên xuống dưới rồi. Dễ đâu. À, bấm cái hướng nào là nó sẽ quay xuống đó. Dễ. Phức tạp đấy. Này mất thời gian thôi. Đúng rồi, cái này không phức tạp, mất thời gian thôi. Ủa, xoay cái cây rồi. Lại nè, xoay cái cây giữa lại. Đó. Ờ, có vẻ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Xoay hồi là ra. Một cái trái nữa. Xoay hướng nào hợp lý. Đó, đẹp luôn. Xoay hồi là tí rồi. Đẹp luôn. Ờ. Mình lên cái cây trước, mình lên thành cái cây trước. Dạ. Lạch. Ai quay cánh cửa kia? À vậy là quay cái kia. Là phải quay tay, làm quả lọ. Hay là quay này. Đúng không? Ý báo. Được tờ báo. Anh dịch vụ. Đưa ông kia đọc tờ báo thì mới móc được ông ấy một xu đúng không? Bán cho ông hay sao? Rồi chị. Ôi từ từ xem báo cái gì không anh? Xây nhật đẫm máu. Mùa lễ hội. Tu sửa khách sạn chó không tuổi. Chó không tuổi. Chó. Ơ, nhìn trong đây à? Tìm thấy vali. À xếp lại này, xếp cho nó đúng á. À, xếp cho nó đúng. Đây, tìm lấy vali. Bức tranh bị mất. Trạm mới mở cửa. Nhà máy mở cửa. Tu sửa khách sạn. Mùa lễ hội sinh nhật đẫm máu. Chó không tuổi. Đúng không? Mọc tuổi. Tuổi rồi. Được đấy chứ. Được một xu. Rồi luôn. Đây gọi điện. Ra gọi điện. Xu ra gọi điện thoại. 53114. Đúng. Nhéo anh ạ. Nhéo để xoay. Gọi nhầm nhé, mất tiền đấy. Nhầm cúc. Hello, I am glad you call. That mother. That you will come together. She moves. Look into the eyes of your chim. Nhìn vào đôi mắt của con chim đó. Cô ấy biết. Con chim cú á. Con cú á. Mr. Cú. Đúng rồi, chắc con cú. Mr. M. Tám tám hai bảy. Áp vali. Áp
máy ảnh ấy. Ảnh đến đẹp với quầy theo. Can I take your photo? À. Đưa cho nào. Lúc đấy. Ủa nó chụp mình á. Mình thấy cái mặt hình lên lên mới ghê nè. Mẹ sợ hết. Thấy cái hình Ấn Độ đang ngồi xe chim. Bấm bắt anh. Sao nó khóc nhỉ? Mẹ ơi. À phía sau lưng. Quá nhạc ghê đấy. Hình như là chuyện gì phía sau lưng anh này. Em ơi. Anh tự nhiên lại thấy này. Tìm thấy vali là lúc đầu mình tìm thấy vali này. Chạm mới mở cửa này. Là... bức tranh bị mất là cái bức tranh lúc nãy này. Thế thì phải có sinh nhật đẫm máu. Đêm. Ghê quá. Bấm từ lên. Mẹ ơi. Em sang chỗ mẹ, sang chỗ mẹ. Mẹ kiếp. Ui, cái gì mà. Con đéo gì đây? Này bình thường. Gì đây? À thằng nãy nghe điện thoại mình. Ừ còn mẹ sừng nó đi anh ơi. Thật. Khéo cưa sừng luôn anh ạ. Cưa mẹ luôn. Nó cưa được. Ồ đi luôn rồi. Đi rồi, quay lại được con. What is happening? Thế về đi tiếp à? Ờ. Bỏ lại cái túi sách. Vòng cổ tô vít. Người bạn thân yêu của tôi ước rằng tôi không bao giờ rời xa cô bé. Tôi yêu con gái mình hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Nhưng tôi biết hai chúng tôi cần phải đi theo con đường riêng của mình. Xin hãy giữ cái đồng hồ này, nó sẽ bảo vệ cô bé trong tương lai. Râu đến từ Blackpink. Từ từ. Có cái này mình có thể mở được cái này không? Đúng vậy. Tính. Được bức tranh, ghép nốt tranh này. Lại thế hả? Nếu cái nhà trước anh ơi. Như kiểu cái tòa thành nó đang soi mình xuống sông ấy. Phản chiếu. Trong miếng này lệch thế nhỉ? Đúng rồi. Đúng anh nhỉ? Anh chắc chuẩn với anh ạ. Biết nữa nè, anh phải xếp cái nhà chứ mới biết. Cái nhà chuẩn là đẹp. Không biết sao chuẩn luôn. Chuẩn rồi đấy. Bên trái. Miếng này sai. Miếng này sai được nhỉ? Thì ở dưới anh phải lộn ngược lại anh ạ. Soi sẽ là soi ngược lại. Ở sông ở dưới. Bên trái cũng hơi lệch anh, bên trái. Càng dưới hai bên trái. Là cái nào ta? Bên trên. Miếng thứ hai bên sát trái, miếng thứ hai sát trái. Miếng này à? Đấy. Đó. Bên dưới lệch rồi. Bây giờ xem. Tháp ở dưới anh ơi. Tháp dưới cái... sông. Anh ngồi anh phải lắp đặt phản chiếu. Sai miếng này. Cái miếng dưới nữa. Ở cái miếng nó đúng rồi kìa. Anh mới lật lại là đúng cái miếng hồi nãy rồi đó. Cái miếng này anh mới lật lại đúng á. Lật cái nữa. Đó hình như vậy sao? Nãy như đây đúng rồi. Thế này à? Đúng. Sai. Ở góc trên đúng mà, góc trên bên phải của cái đường kìa. Đây là cái góc đường đúng rồi đó. Đấy là cái ở dưới sai. Cái dưới sai vậy là cái dưới sai. Cái đéo gì đây? Kim đồng hồ à? À, bạn kim. Kim đồng hồ à? Xếp đồng hồ. Mấy giờ ấy nhỉ? Em mới đồng hồ vào, chỉ mấy giờ? 2 giờ 05 anh ơi.
Đồng vàng nó đéo cho xem em ơi. Cái vé nó bảo là mấy giờ đi ta? Nó đéo cho xem vé đi mẹ. Coi cái ông kia đọc báo. Người đọc báo. Cuộn phim. Về đi rửa phim à? À, vậy là cái phim này là phim về sinh nhật đẫm máu nè. Đó không tuổi. Các phim về động vật. Này thì đéo có giờ. Ờ, phim chắc không tuổi. Đéo chỗ rửa phim nhỉ? Ê, chắc là dịch vụ anh ạ. Ở dịch vụ, hay dịch vụ chụp ảnh nhỉ? Vâng. Mình để cuộn phim vào cái hộp kia. Ờ, đúng rồi. Ừ. Hả? À, đồng thế. Đi vặn đi đồng hồ. Ê, quay đồng hồ, quay đồng hồ. À, quay đồng hồ thêm 20 phút. Đúng. À, ông này như kiểm soát thời gian. Đây rồi. Làm 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ 5 phút. Cái ảnh gì kìa? Cầm được anh. Cái này ảnh gì ta? Không cầm được. Ảnh gì nhỉ? Ảnh đéo gì nhỉ? Những cái con gì vậy? Giống con vẹt lắm. 4 giờ 5. Rồi, gà tiếp theo. Quấn đi chứ. Quấn phết đi chứ. Đúng rồi. Game hay nhưng mà mẹ, kiểu sở chim đéo hợp lắm nên là đéo thấy ai tương tác cả. Mẹ, cái em chat nghĩ là chắc các bạn xem cuốn quá. Không, chắc các bạn ngủ mẹ hết rồi. Không. Nhà tiếng nấy nhỉ anh ơi. Ờ, hết tiền rồi. Đó, chú ý đến khoảng cách. Chú ý khoảng cách. Khoảng cách. Đi rồi. Ô, con bé kia đâu? Nó sẽ đi theo mình mà. Chương 3. Đường trường học. Mẹ game mà nhạc hay thế chứ. Đấy, con bé lớn rồi này. Sưng tầm một mình lớn rồi. Laura. Someone stole my photos. Đánh cắp hình ảnh. Tìm đứa cướp đấy. Hả? Gấp hình máy bay. Bay à? Gấp máy bay. Tuyệt vời. Ừ. Bên trái nữa anh ơi. Đậu phộng. Đậu phộng. À, đậu phộng là đậu phộng thật à? Tưởng là đậu phộng. Những tưởng nó chửi mình đậu phộng à? Nhiều thứ. Rồi, tí sẽ có thông tin hết rồi. Cái này cậy được. Cậy được. Xúc xích. Xúc xích. Đậu phộng xúc xích. Xúc xích hợp à? Đi xiên bọn nó à? Bạn trông hài quá. Đồng hồ. Vặn được luôn này. Giúp tôi với cuốn sách của tôi thì cho bạn một cái gì đó. Giúp kiểu đéo gì nhỉ? À. Sắp xếp anh hồi nãy nó nói gì á, xếp lại. Từ bây giờ mình phải xếp làm sao cho đúng tên, đúng không? Laura luôn luôn cô đơn, Jimmy bị dị ứng đậu phộng. Rồi, đây. Tất cả thông tin thì nó sẽ ở đây. Tôi ghét trường học. Quýt sáo. Có cái gì bên trên kìa anh ơi? Cái gì? Có cái trên kính kìa. Đấy, chim. Con chim. Nó cái gì ăn mẹ mày đậu phộng, ăn mẹ chúc trích đi. Được, ăn mẹ mày tô vít đi. Bố mày cưa tổ mày. Lấy đồng hồ không? Bay mày bay nhá. Đéo được. Một tí cách tương tác. Rồi, ok, thì nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ giải bài toán đây trước. Là những đứa này tên gì, đúng không? Yes. Nhưng tôi ngầm đến. Để tôi yên. Trông bạn hài vãi cứt.
con tóc đen là hài. Sao mọi người mới nhớ một đứa chứ gì? Tôi ghét trường học. Bây giờ mình lấy thông tin là đứa ghét trường học trước đã. Sam đang yêu Johnny. Ted ghét xúc xích. Và anh đã ăn cắp một cái gì đó từ Alex. Bobby sợ máy bay. Jimmy diễn đậu phục. Laura luôn luôn cô đơn. Rồi, Laura, đây là từ mình có thông tin trước là Laura chắc chắn là con này. Đúng không? Là con nhân vật chính. Đúng chưa? Ừ, đúng rồi. Cái thằng tóc vàng đầu tiên hàng bên phải là thằng Rank anh ấy. Tại sao biết? Ê, thằng chỉ mấy thằng ăn cắp mới hay đứng huýt sáo của đấy thôi. Ừ, cũng đúng. Frankie à? Ghét xúc xích. Bobby sợ máy bay. Ném máy bay là nó sợ thôi. Đéo phản ứng. Đéo phản ứng. Máy bay mà máy bay giấy cũng sợ à? Sợ chứ. Đi mẹ thái chắc là ăn trộm mà. Thằng Frank. Test luôn xúc xích. À vậy là mày phải test xúc xích đầu phòng luôn. Test xúc xích đầu phòng luôn. Đúng. Rồi. Rồi mình xem lại tên nó là mình biết nó là trai hay gái thì mình dễ. Rồi đã. Đấy. Đây là thích hay đéo thích? Con này ghét xúc xích. Sợ. Không thích. Tóc vàng ghét xúc xích. Không thích xúc xích. Tóc vàng tiếp ghét xúc xích. Từ mình cứ ghép đi, nó không chạy đâu mà. Tóc vàng ngắn là con Sam mà. Ghét xúc xích à? Ted ghét xúc xích. Ted là đây, là con này ghét xúc xích này. Có một đứa nào đấy ghét máy bay. Mặt không biến sắc một. Rồi vậy con nhỏ tóc đỏ cái máy bay rồi. Cuối cùng luôn mà. Con này ghét máy bay. Sợ quá. Con da đen ghét tóc. Ghét máy bay này. Con đứa nó thích đậu phộng. Đây à? Dị ứng luôn. Dị ứng đậu phộng. Là thằng đeo kính tóc vàng. Trắng đeo kính. Đeo kính tóc vàng ghét đậu phộng. Jimmy. Thằng này là Jimmy. Jimmy dị ứng đậu phộng. À, con sợ ghét. À, con da đen. Con Bobby sợ máy bay. Bobby. Đúng rồi. Đây, sợ máy bay. Frankie là tóc đỏ là Alex anh ơi. Sao lại tóc đỏ? À, vừa xem tên đúng không? Vâng. Ted, Jimmy, Ted, Johnny với Sam. Hanh. Sam đang yêu Johnny hả? Thế thì Johnny phải là đứa con trai. Sam đang yêu Johnny. Sam là con gái. Johnny phải là con trai. Còn thiếu Hanh. Thì nó còn bốn đứa con trai đó mà. Hanh thì không có liên quan. Anh nghĩ là con trai con gái đấy. Hanh thì anh nghĩ là con trai. Thế nó đang sai ở đâu nhỉ? Jimmy. Thế thì thằng em đấy là không, em. Nó đúng rồi anh, nhưng mà anh còn thiếu cái mấy cái dữ kiện khác thôi. Swap. Alex với Frankie xem. Anh nghĩ là chỗ thằng Hanh ấy. Thằng này sắp bị mất một cái bông tai anh ạ. Alex với Frankie. Đeo có một bên bông tai kìa. Là sao? Là sao? Từ nói lại mà. Đấy, cái thằng một đeo một bên bông tai chắc là thằng bị ăn cắp. Đấy sẽ là Alex. Frankie đã ăn cắp một cái gì đó từ Alex. Frankie. Đúng. Ăn cắp một cái gì đó từ Alex. Nghĩa là Alex là thằng mất bông tai. Alex là thằng đeo bông tai một bên. Đúng rồi. Alex là thằng mất, Frankie là thằng trộm, thì một trong hai thằng này phải đổi nhau. Kéo phải. Vẫn chưa xảy ra. Dùng Laura luôn Sam luôn cô đơn. Em coi Sam chứ cho đứng cái bên này á. Sam với Johnny yêu nhau thì nó phải đi với nhau. Là hai đứa này à? Ơ từ từ. Ủa? Cái là con gái mà. Con gái mà. Tôi ghét trường học. Ơ từ từ. Hay là hai. Anh bị sai rồi. Con đấy là con Laura. À đéo phải, con đấy con Ted. Con gái anh ơi. Con bị mất bông tai là con gái. Con mất bông tai là con gái à? Tại vì nó mặc váy. Đấy. Ừ đúng. Thế nó không phải là Alex. Nó không thể là Alex được. Đâu người ta nó tên con gái tên Alex được mà. Đâu có dự kiện kêu Alex là con trai đâu. Bây giờ anh coi hai cái đứa hết sáu á. Có hai đứa không nói chuyện, nhiều khi hai đứa yêu nhau vậy. Nhiều khi thằng Johnny anh đã chỗ thằng Johnny với thằng Hăng đi. Tại vì thằng Hăng là không có tin đồn đúng không? Nhiều khi thằng Hăng là cái thằng cầm cuốn sách. Help me, my book, and I will give you something. Rồi đổi Johnny với Frank thằng này. Một trong hai thằng. Dạ yeah, phải. Thế thì từ từ Laura luôn cô đơn.
thế thì còn Sam với Laura thôi. Laura là đúng rồi, Laura là nhân vật chính mà em, là con bé Laura mà, nó lớn bằng này rồi, chắc chắn nó là Laura, đúng không? Thế thì Sam. Còn ba thằng là Hank, Johnny, Frank là hơi khó. Sam đang yêu Johnny. Kiểu ba thằng không biết đứa nào là đứa nào này. Sam này nghe. Sam Frank không phải là con gái á. Sao thế được nhỉ? Không thể thế được. Giờ phải ra bấm lại xem một cái con Sam với Johnny nó nói cái gì. Bấm lại xem rồi. Bấm lại mấy đứa đó xem nó nói. Vậy có hai đứa là sao? What do you want from me? Lớp 6. Lớp 6 nè. When is that metro coming? Leave me alone. You look funny. Leave me alone có khi nào nó cũng là từ. À bông tai. Ê, ê, bông tai. Đây 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 đây, đang cấp này, đang cấp con này, đang cấp. Đi ăn cấp này. Con tóc đỏ là con ăn cấp. Con tóc đỏ ăn cấp. Tóc đỏ là Frankie. Đúng rồi. Đấy, hiểu rồi. Mà không nghĩ cái gì. Ôi thế thì con trộm là bông tai. Xem với Johnny là hai đứa trai à? Ủa. Ảo thật đấy. Cần bút. Con sổ được cái đéo gì? Đưa tôi một hạt đậu phộng và không làm gì đó. Mẹ sao với Johnny hai đứa trai. Đưa tôi một máy bay giấy. Lạp xưởng. Cái này đòi hết luôn à? Thu lại hết luôn. À cho chim. Một con sâu à? Cho con chim ở trên đầu. Đúng vậy. Bú đi. Cho chim ăn. Chim sẽ cho mình quả trứng. Đấy đã. Từ 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 đợi đợi tao thì đợi. Chim cho một cục cứt. Sao đây? Ừ. Chim bay đi này. Ơ, rơi mẹ có trứng rồi. Rơi vào đầu. Rơi mẹ đầu thằng này rồi. Thế phi xáo luôn. À, nãy cái sự kiện này yêu nhau này, trời ơi. Ta bấm vào đấy à. Ừ. Thế mà mình cũng mò ra. Ừ. Thế mình cũng phân loại ra được đỉnh vậy này. Ủa nhưng mà có thể bác sĩ gà đi học ạ. Này, 214 ba cái số. Ủa có mỗi thông tin là 214 thôi à? Phòng ký tự 214 214. À còn cái này mình chưa bấm. Có những tấm vé mình chưa bấm. Em lấy rồi. Tấm vé. Những như dòng ký tự của nó. Từ từ nha. Thế nếu như thế cái lon này cũng là một ký tự à? Không phải đâu đúng không? Không anh ạ, đấy là lon xúc xích thôi. Mình lấy được cái lon này mà. Đúng rồi. 214. Có 3 cái hình. Đấy, kẹo. À, từ từ, 214 này là kẹo với cái này với cả xì gà. Cái này, 3 cái hình này. Cái kẹo sẽ là ở vị trí thứ 2 à? Ừ. Kẹo ở đầu tiên chứ. 214. Ừ. 214. Thế thì hết rồi này. Kẹo đó chút xì gà. Someone stole my photos. Someone stole my photos. Anh bấm lại cái thằng kia thử lên. Hồi nãy anh lấy cái dự kiện đó, anh lấy dự kiện đó xong có phải lắp lại cho cái thằng cặp sách không ta? Từ từ đã, người lấy thước đo. Thước đo ra được cái gì? Đây là số, là một chỉnh số à. Bảy. Bốn. Sáu à? Sáu. Sáu bốn bảy. Bấm lại số anh. Sáu bốn bảy.
À ừ, cái này đổi được số mà. Đó như thế này được. 647. Chắc đúng hay thế nhỉ? Ừ thì đúng rồi đấy. Đâu? Rồi. Sai ở đâu nhá? Từ từ, cái kẹo là đầu tiên là 6 này. Đến cái kia là... trừ một anh em. Mình nghĩ anh nên trừ mỗi thứ một số hay sao? À mình tính là tính từ đây chứ. Trời ơi. Đúng rồi. Thế thì nó phải là 7758. À, vậy em. À, ngược rồi, ngược rồi anh. Phải là 5 chứ. Nhiên đâu như á. Không phải, không mở được. Vậy anh đó sao thì anh phải đó lại. Kẹo trước này. 1 2 3 4 5 6 đúng rồi. 1 2 3 à 6 3 chứ. 1 2 3 4 5 6 7 6 3 7. Đúng rồi. Đây. Ừ. Yeah. Đây rồi. À, à mấy đứa này lấy bức ảnh của nó. Đúng 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 đúng. Mấy này nó treo, mấy này treo. Ê nhóc. Chiều bé đang chết trẻ. Ủa cợt không vui. Chiều không vui. 14:45. Ơ nhưng mà mình phải có kiếm vé anh ơi. 14:45. Đến đã rồi tính em. Ông chú này bao nhiêu năm vẫn thế nhỉ? Ticket please. Mẹ kiếm đâu ta? Nhớ cái tủ vé lên. Còn cái tủ vé. Ừ đấy, đâu? Còn những tấm vé nữa thôi. Cái này giải kiểu đéo gì nhỉ? Anh vô cái quyển sách, anh vô cái thằng kia thử lại. Con bé kia nó cầm cái gì kìa anh ơi? Cầm ảnh mình vừa đưa nó mà, trời ơi, bày. Tưởng là nó... Cái này gì? Từ từ, bây giờ mình xem lại cái này đã. À, chỉ có 3 ký tự thôi em ạ. Rồi mình giải cái kia như nào, mình gõ lại đúng thế xem. Ba ký tự. Cái thằng cầm quyển sách đó còn sử dụng đâu anh? Không, thằng này vô dụng. Cái hình hai đứa kia yêu nhau rồi. Cái vé này chắc chắn là phải giải sau khi mà tất cả những cái dữ kiện này đã được giải rồi. Thế thì nó phải làm cái gì đấy đã mở ra. Ba cái tranh này đéo xem. Giờ để cho xem lại. Từ từ nhìn này xem. Đi lên, đi xuống, đi qua. Ồ, đi mũi tên á. Anh bấm cái đầu tiên này, xong rồi cái thứ dưới. Đây à? Xong, ừ. Xong rồi cái bên phải. Đây à? Đấy, anh đi ấy. Anh đi sao mà nó đi được? Đi sao cho nó đi liền được liên tục á anh, không có bị bây giờ là mình à? Không, mình không đi lên đi xuống được nè, tức là sai rồi đó. Rồi ok. Tức là mình phải đi à. Mình đi từ góc phải dưới nè, góc phải dưới đi được. Lên đây qua chết luôn ô. Rồi. Đây chết qua luôn. Hai ô, qua hai ô. Sao không qua hai đi ô được. Tức là nó đi qua hai ô. Đây là nó hai giờ bằng là hai ô á. Cái nè. Đây là đi hai ô. Xong rồi lên. Lên hai ô. Lên hai ô. Xong rồi xuống hoặc qua phải là từ phải tính. Giờ xuống hoặc qua phải. Xuống. Phải. Xuống. Lên. Hai ô. Lên. Trái. Xuống. Một. Chết rồi. Phải bấm hết tất cả các nút em ạ. Ừ. Hướng này có phải đúng rồi đấy. Cái này ác quá vậy. Phải xuống 3. 3 sang 2. Phải xuống 3 sang 2. Ok. Sai rồi. Lên 2. Cái khó là ăn được cái bên dưới kìa. Số 3 là tiếp cuối cùng anh nhé. À số 3 là dưới cùng chứ. Cùng sang đây, lên đây chứ. Đây. Số 1. Ok, đúng rồi. Nhớ. Mẹ. Đúng rồi đó, anh chọn bên đây. Đúng rồi. Lên 2 xuống 1. Đúng rồi. Qua 1 xuống. Xuống chiều, qua tàu. Tuyệt vời. Thầy ơi, thầy beautiful. Bộ đồ kỳ thú. Xin lỗi nha. Ticket please. Nhớ. Ủa cái đó mà ra đề thi cũng thi thì thú cũng bất ngờ đấy. Ừ, hay phết đấy chứ nhỉ? Cái đó hay á. Cái
cái đó nó giống cái cờ vua á. Ok, cờ vua. Ủa, wow, chắc đến tầm mấy con bé lấy chồng rồi này. Cá tiếp theo này. Con bé này lấy chồng. Xong nó sanh con, xong anh lại đi chồng sinh đứa con nữa nữa. Ừ, xong con nó lớn vòng, lên, vòng, lấy chồng vòng, tiếp. Vòng lập bất tận đúng không? Giống vòng lập lắm. Con sừng nó lại bắt đi. Chạm cầu chim. Lớn lắm rồi. Ồ, còn lớn thế. Ôi, cái chạm này cũng thay đổi. Giống mẹ nó nhở. Lúc 4 giờ 5 phút. Thiếu bút rồi. Đúng không? Tay này tay cầm bút. Giờ là cầu chim này. Ừ, một mẫu xúc xích. Một mẫu xúc xích. Guitar này anh phải guitar. Anh thành đường dây được nhỉ? Ảo đấy. Đang định anh phải vẽ cái thằng đầu hiêu kia. Anh vẽ ký ức của mình dù tốt hay xấu. Là miếng xúc xích nói. Đường dây liên quan đến đường dây loa rồi. Đây trên này có đường dây này. Đồ ăn và thức uống. Bánh sandwich, bánh donut, cà phê. Cái này chưa có gì cả. Cái này khóa. Ừ, cầu cá à? Một miếng xúc xích. Miếng xúc xích vào được. Kim cái móc. Ừ, kim cái móc. Xong một miếng móc xúc xích vào được. Móc cầu. Đồng hồ. Bootleg rap hát những món quà. Harry Potter. Nghĩa là mấy cái nốt nhạc này có. Đúng rồi, nó là mã gì đấy. Đúng, mã gì đấy. Đấy, nó giống hệt nhau mà, đúng không? 1, 2, 3 ngược. 1, 2, 3 ngược. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Đây rồi. Dễ thế. Bấm mồi đi không ra. Cái gì? Ui. À. Bắn ra con cá. Cá trưởng. Vãi. Ủa kèm ra cái nó đỉnh thật. Con cá đâu? Câu chuyện con cá mà. Con cá lấy ra được cái móc câu. Ừ, đúng kiểu bọn này. Nói chiều thì chứ. Cậy ra. Cưa ra. À lại ai lấy xúc xích dụng ra. Xúc xích chuột chuột chạy ra. Đéo được. Không được. Không phải lắm. Lần này câu à. Nên từ từ đi câu ở kia trước đã. Xong cái này tí nữa tính. Em chia cho anh 1/3 chỗ đấy được. Xúc xích. Câu gì nhỉ? Câu gì với cống nhỉ? Câu ớt à? Câu chuột. Ôi, chuột hả? Anh có biết đỉnh thế nhở? Bây giờ giỡn con chuột để vậy nha. Thì cống chỉ có chuột thôi chứ. Con chuột đâu rồi? À đây, bây giờ mình con chuột. Xong rồi nó sẽ trả ơn. Nó sẽ trả ơn. Đấy. Chúng tôi đang tuyển dụng, hãy tham gia đội chúng tôi tại nhà máy Dôn Sơn. Ôi, nhà máy kìa. Tôi đảm bảo một đội ngũ nhiệt tình. 5 giờ. Lúc 5 giờ, thế là 5 giờ rồi. Ok. Người điều khiển thời gian. Xem đây còn cái gì nữa không nhỉ? Nhanh đấy nhỉ? Đây vẫn còn một cái đường dây. 5 giờ chỉ là tàu tới là vẫn phải mua vé. Đúng. Câu chuyện vẫn là phải tìm vé. Loa. Khóa cái này. Ở cái khóa. Cưa. Ô đi, phải cưa được chứ. Chắc lấy đồng hồ vàng đổi đồ ăn rồi. We have fresh sandwiches. Chắc là cưa hôm nay á. It's delicious stuff. Nếu để đây thì anh thử. Make a choice. Hãy chọn anh, chọn người chọn nhé. Làm đéo có tiền mà chọn. Then please. Vậy là phải đi kiếm tiền. Rồi, phải kiếm tiền. Chơi móc túi thằng này. Đéo móc được. Cũng được. Móc kèn này.
Hay thổi một lần nữa nó lại ra tiền. Khóa xem được không? Hay là bạn khóa nào vẽ được khóa không? Cái gì cơ? Ê, ông này vẫn thổi được hay là nó ra bài khác? À. 1 2 3 ngược, 1 2 3 ngược vẫn thế. Vẫn thế. Cái đoạn vẽ ấy anh, vẽ được một cái gì đó đó. Làm đéo vẽ nữa, được. Mất cái bút rồi. Anh nhỏ này có tiền không xin đi. Cái đồng hồ à. Có gì? Vẫn thế. Thử quay từ 4 giờ không có gì không anh? 4 giờ 5 phút là nào? Cái giờ lúc đầu mình đi của lúc nó còn bé. 5 giờ. Thử thử. Đấy, 4 giờ 5 phút. Đây là tới cái giờ con chuột trước đi anh. 5 giờ. 5 giờ là chuẩn rồi. Chắc là có người tới mình lấy tiền. Ui, đúng rồi. Nhiều thế. Nhiều à. Tiền rồi, tiền nữa rồi. Bây giờ hát có tiền nè, bây giờ thổi kèn có tiền nè. À, bây giờ khách ra đông hơn đấy, xong cho ông kia thổi kèn. Mình móc túi. Bạn đang tìm người đang đội mũ đỏ. Từ từ nha. Nón đỏ làm đéo có ông nào đây nhỉ? Người phụ nữ nào nhỉ? Chắc là ok. 10 đồng. Là một được một ly cà phê rồi. Rồi xong mua một cái bánh sandwich cho nó nữa đúng không? There you go. Người đàn ông đội mũ đỏ đây. Người mà chưa vào ly màu nâu. Người mà chưa vào ly màu nâu là đây. Kiểm tra túi của tôi. À, để lấy tiền. Có một cái kính. Mũ bảo hiểm muốn lấy kính của anh ta. Đội mũ bảo hiểm. Sai vặt à? Sai á. Kia đứng phía sau rồi nghe. À, thanh tra. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm là đây. Muốn lấy kính của anh ta. Rồi. Nói chuyện người đàn ông cao đang nở một nụ cười. Bên tàu. Cao, đây. Bàn chọe. Nhiều thông tin cà quá. Vạt. Cà vạt. Ai cần một cái cà vạt? Thằng này ở giữa. À đéo phải. Thằng này là mua cà phê. Không, thằng này là bánh sandwich. Thằng này là bánh sandwich. Rồi. Look at this thing. I'm not eating this. Ơ. Mà lấy lại. Nhưng nó vẫn lấy anh ơi. Thiếu cái gì hả? À không anh ơi, chú anh ơi. Ui. Đèo. Ui dồi ôi. Mẹ con nghe nhét mấy con eo. Mình chứ. Bên kia chắc còn nữa. Mẹ mày thề tàu mất vệ sinh vãi đái. Ăn luôn. Ngon vẫn ngon. Hãy bìu. Much better. Here, take ngon. These crumbs. Ờ, theo mình mình dùng. Mày nhớ ăn xin nhỉ? Giống chai vạt anh ạ. Ừ. Does she remember me? Ông này không cần cà vạt rồi này. Ông nào đeo thôi anh ơi. Phải có mặc vest nhưng mà đeo cà vạt. Ông ấy có em ơi. Có mà. Đây là cái ông trốn trong kia. Đây. Nói chuyện với người đàn ông đeo cà vạt màu xanh. Xanh. Còn đi qua đi lại. Hả? Màu xanh. Đây. Ừ. À từ từ tìm một thằng giống hệt thằng này. Bên phải nghe bên phải. Một thằng giống. Đây. Dưới. Ai cần bật lửa? Ôi mọi người đi rồi. Đấy, bây giờ có thêm một đống đồ này, một ly cà phê cho cô gái này. Thằng này bảo là tôi biết cô ấy từ trước. Cô ấy có nhớ tôi không? Bây giờ mình mới đi nói chuyện với con đấy. Đưa cà phê cho nó. Đây, cà phê cho con này. Kì thiếu thuốc, thằng kia đang cần thuốc. Nghiện vật quá. Câu chuyện hay phết nha. Ai liền cốc cà phê. Đi vậy thì chứng tỏ thằng bán hàng toàn bán đồ bẩn nhờ.
đúng. Mình ra hết rồi xong rồi thuốc. Rồi đứa này vẫn cấp phát cho ý phụ bánh mì không? Cho cái đồng hồ. Anh Thao đứng đợi sẵn đây. Rồi cho ông cấp phát cho ông kia hút thuốc anh ơi. Ô ô ô, chở người chở người. Hút đi anh trai ơi. Mồi luôn trời, mồi luôn trời. Mồi luôn, mồi. Mồi cho. Thuốc vị cà phê luôn. One last question. Do you have the time? Mấy giờ rồi à? Ok, hút. Nhảy đồ luôn à? Nó nhảy đồ luôn rồi. Nhảy hết đồ rồi. Bạn có biết mấy giờ không nhỉ? Xin lỗi vì đã cướp trời của bạn. Cái đi. Đẹp vậy. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Xin lỗi. Cho mất cái đồng hồ luôn. Từ từ, cái kẹp ghim này, cái kẹp ghim này có thể mở khóa được. Đúng. Giờ cái gì đây? Ô, nó lấy trộm cái đồng hồ mình luôn ạ, vãi cứt thật. Loa, cái này liên quan cái loa cả. Ờ đúng, cái này liên quan đến cái loa em ạ. Thế từ từ, mình chưa đủ dữ kiện đâu. Ê, mình còn cái bật lửa này, còn vụn bánh mì này. Dây này. Măn à? Giờ mình trả lời cho thằng... Quay lại hỏi ông kia. Ông kia xem bài có nhớ không? Does she remember me? Nhớ. đéo có gì cả hết rồi. Không có gì cả. Nhớ thấy nha. Giải cái loa. Giải cái loa. Năm. À, mình chỉ ghép những cái số này cho thành số 5 thôi. À, như đây đây và đây. Cái vạch kìa, nó có cái vạch kìa. Nè, bên trái cái lỗ cái vạch 1 nè. 5, 8. 8 là đây, 1, 8 này này. Đây và đây là thành 8 này này. 5, 8, 7. 7 là đây với cả một cái gạch ngang nữa là thừa. Ngang đây. Là... Đấy. Ui, này, 92. Ơ. Đấy, anh tiếp đi, tiếp đi. Đúng một cái. Tiếp đi, tiếp đi. Một. Tiếp. Một rồi. Một phải ô vuông này. Từ từ. Một... một thẳng một đây, một là chắc chắn phải như này rồi, 9 là ô vuông này cộng với cả một cái móc ở dưới móc này là 9 9 2. Cái này là gì nhỉ? Không phải cái này. 2 là cái này cộng với cả cái này là 2, đúng rồi. 3 1 6, cái này là 1 rồi. Số 3 là cái này. Cái này với cả cái này thành số 3. Số 6. Số 6 thì phải có cái này cộng với cả một cái móc này. Từ từ. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. 3. Mình như là cái... 6. À không. Sai. 6 ở đây. Đây. Đây 6 đây đúng không? Okay. Rồi ra cái loa. Rồi ra cái loa bấm. Hát luôn. Rồi, ông kia lại thổi khác. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Đục mạng khó vậy. Em nhớ được luôn á. Một này ông thổi đâu thì em nhé. 1, 2, 2, 3. Hay quá. Hay quá anh ơi, tuyệt vời quá. Ai mình thổi điêu luyện đấy. Chết kẹt thần kỳ. Kẹt rồi. Lại thổi ra cái đéo cơ đây. Con chim ạ. Ui, con chim này chim ạ. Thổi kẹt ra chim. Thủy vậy. Ờ, cứ để cho. Chim sẽ là vụn bánh mì. Sẽ ăn bánh vụn bánh mì. Đúng. Ồ. Đấy, gặp luôn. Ủa, thế thì hai người sẽ yêu nhau và chuyến tàu đầu tiếp theo sẽ là có con đấy, đúng không? Oh yeah. Lauda van der Boom. Ui. 2 3 4 5 6 7 8. Ủa, đây là ký ức của nó đấy, nó bảo nó thích vẽ lại ký ức của nó mà. Đã lúc rồi, kim dài chỉ về cái cây trong khi kim ngắn gần như bắt được linh hồn tăm tối. Chỉ về cái cây là 9. Bắt được linh hồn tăm tối là 4.
Kim dài chỉ về số 9 và kim ngắn chỉ về số 4. Ôi dồi ôi, 331311. 331311. Hỏi ra cái bé chắc luôn. 1. Vãi cầm bìu ra cái vé luôn ạ. Từ từ các bạn ơi, tôi gọi cơm cả đã nhá. Đéo anh nhắc tôi gọi cơm cả thề. Gọi cơm đi anh ơi. Anh cảm ơn Khoa nhé. À cái đấy. Em hôm nay có thịt xào hành tây không em? Ừ. Ok, nó đóng bếp ship cho anh nhá. Anh nữa. Ừ. Tôi nhớ bạn kìa. Again. Anh nhớ đấy quá. Ờ. Bà này Laura nhớ ra bà này, à ông này rồi. Rồi xong đéo nói gì luôn. Rồi rồi rồi. 3:31 cái này xong rồi này. Rồi đi thôi chả. Xong rồi. 4:09 phút đấy. 4:09 anh ơi. Sao lại 4:09? 9:04 à? 4:45. Ủa giờ 45. Đi thôi. Ticket please. Nhẹ nhàng, sâu sắc. Tí nữa chương cuối anh nghĩ là nó sẽ giải thích tại sao là bà mẹ lại bỏ đứa con lại đấy. Giao lộ đau buồn này. Sao anh? Giao lộ đau. Chia tay à? Ồ, chia tay à? Ồ. Đang đi nghĩa vụ quân sự. Trời ơi đừng như vậy. Bốp, bạn phải đi. Ok. Ôi, chia tay mẹ rồi. Chia tay rồi. Trời ơi bốp, sao anh nhẫn tâm vậy? Fuck you bốp. Kim đồng hồ. Đầu thời đi lúc 4 giờ. Ở đâu ghê ghê, trả đồ, trả đồ. Đồ ăn vặt. Lại kiếm tiền nữa rồi. Kiếm tiền rồi. Lắp cái kim vào đi. Chuyến tàu sẽ đi lúc 4 giờ. Bóp đi rồi. Không bóp đi tàu khác à? Ơ. She is not well. Ơ. Ồ con ấy bị bệnh à? Hay là mẹ nó ngày xưa cũng bị bệnh? Tiền này. Ừ. Đồng xu. Quai đo. Metal hill and fishing. Câu cá. Tiền. Đi bé bớt lại. Giải tranh. Cảm giác này giải tranh rồi mà. Thiếu một ô, thiếu một ô tròn đấy. Ờ thiếu quá đau bụng. Đừng làm phiền tôi. Cho tiền. Không làm phiền thì phải cho tiền à? Đồ ăn vặt. Từ quan trọng là thằng này nó muốn ăn gì. À đồ ăn vặt, mua đồ ăn cho chim 60 đồng. Nhưng mình có mỗi 10 đồng. Khó nhỉ. Không, mình 10 đồng, mình nhiều khi nó là 100 đồng. Ui dồi, cái xu 100 đồng. Xu 100 đồng.
phải mua chuẩn đấy. Chuẩn mua cái gì? Chuẩn là reset thôi chứ cái gì đâu. Đầu tiên 60. 60 đô. 60 đô thương cho chim à? Xong rồi nhét thêm 10 đồng nữa thì sẽ được một miếng sô cô la. Đúng. Hợp lý. Không, nhưng mà cái này máy nó chỉ dùng tiền xu. Máy xu. Thế thì không phải phải mua tròn tiền anh ơi. Mua cho tròn tiền vào. Với 100 đồng. 35. 75 35 kìa, 75 35 kìa. 75 35 là 101. À. Để cao chứ, để cao chứ. Đấy đấy. Em nghĩ là đấy. Đúng. Ồ, hình như đúng đấy. Ai vậy? Ai? Được bonus kìa. Là sao? Đồ sao? Biết nữa được. Hình như là xe anh phải bỏ qua xe rồi đồ ăn anh bỏ qua đồ ăn. Cái này cái gì? Cherry à? Cherry. Đấy. Cái này heo, động vật, đồ động uống. Đấy, động vật, động vật, động vật, đồ ăn. Xúc xích, đồ ăn, đồ ăn. Động vật này đồ ăn anh ơi. Đấy. Động vật, động vật, động vật, động vật. Động vật. Xe cộ. Ôi, em tụm sợi. Động vật, xe cộ, xe cộ. Ừ, cái này là chip chip ấy, đồ ăn đấy, đồ ăn đấy. Động vật, động vật. Trời ơi, khoai. Nguyên con mèo mình không. Kiểu ăn kèo chip chip. Kiểu chip chip đâu. Xin lên đây. Hình như anh sai nó nhả ra lại sao đó. Ok. Cái gì mà kì. Chiếc đầu rồi đấy. À, à đúng rồi, mỗi lần đúng là thêm một món. Thỏ, thỏ, thỏ. Kiểu chip chip nhé. À thôi. Ê, chip chip kìa. Ê, lại chip chip kìa. Đây à? Đây à? Bánh quy. Bánh quy ngô. Cho con chim ăn à? Ồ, con người đứng. Như là ông ăn cắp đấy của mình. Ờ. Rồi. Lồ chim à? Ồ, quan quan à? Từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn à? Đông như thế thì lại dễ quá. Giống nhau à? Hay là đưa lại gần đó anh? À, ba cái giống nhau thì nó lại ăn hết một lần. Mẹ là cứ đưa lại gần nó một dãy. Không cái trắng. Đấy, hợp lý nhất nếu như từ bé đến lớn. Thì nó là như này. Ờ, đéo ai rồi. Hình như phải có hình hay xem. Ừ, nó phải có. À, đang cái cục, đây là 1, 2, 3, 4. Anh 1, 2, 4, 4 mà. Ý là ăn được cái số 1 trước kìa. Ăn cái cục 1, 1, 1. Cái này là 1 hạt. Cái màu này là 2 hạt. Đúng không? 3. Đâu, 4, 4, 1, 2, 4, 4. 1, 2, 4, 4 mà. Ok ạ. Ồ, đúng luôn. Ồ. Sai. Sai. À, thế là ăn cái nâu xong được cái vàng. Ờ, đúng. Thế màu à? Thế thì nó phải là như này. Nâu vàng xong rồi đến đỏ cuối cùng là trắng. Nhầm. Ok, xem lại từ đầu. Trời ơi. Nhịp mày à nó. Nâu vàng đỏ vàng. Trắng à? Đúng. Mẹ con chim kén ăn thế. Ờ, chả quy luật gì nhỉ? Ừ. Đỏ đỏ trước đỏ trước không nó cứ ăn tới mạnh rồi ấp úp đi. Ê hình như là hình như nó bỏ qua cái gì kìa, hay nó ăn theo thứ tự nhỉ? Từ từ nhé, nó bỏ hai ô nè. À cục màu vàng là nó nhảy một ô, cục màu xanh kia là nó nhảy ba ô, cục màu đỏ nó nhảy hai ô. Làm sao cho nó đi hết, làm sao cho nó ăn hết. Không phải ăn hết mà đi đến cuối đường à, đi đến cuối đường, không ăn hết. Nè, nó nhảy 3 ô thấy không? Đó, cục này đang 1 ô, xong cục này ăn 2 ô. Nó không ăn hạt trắng, nó không ăn hạt trắng. Không biết là nó không ăn hạt trắng. Ờ, thế xếp cái hạt trắng sau le vào đấy là được đúng không? Ờ, xếp sao cho nó hạt trắng vô chính giữa, nên nó nhảy qua hạt trắng là được. À, nó không ăn hạt trắng đúng không? Thế thì chắc chắn là cái này nó phải là một hạt trắng ở đây rồi, đúng không?
Đúng rồi này. Ừ. Rồi. Thôi không ăn. Chuẩn. Không có gì sao mà ăn, anh phải xếp cho nó nhảy qua luôn. Đỏ là 2 à? Đỏ là 2 à? Đỏ là 2. Thế thì đấy đã, đúng không? Đúng không? Xong rồi, ăn thêm một cái đỏ nữa. Xong rồi mình lại lồng một cái trắng vào. Đúng là không? Rồi, thế là xong. Đấy, luôn. Chuẩn đấy. Ỉa này. Ỉa. Chưa đủ đau buồn à? Rồi. À đây đây. Ui bảo thật mẹ. Chìa khóa. À ngày con chim ăn chìa khóa anh ơi. Chìa khóa bên trái kìa. Ừ, được cái chìa khóa. Câu chuyện vãi cứt. Ơ đéo phải, chìa khóa mở cái gì nhỉ? Mở cho cái ông kia xem, cái ông kia. Thầy bị đi tù à? Của mình ấy là. Đúng. Xuyệt, lại xuyệt. À. Ơ, mẹ. Còn đúng 10 đồng. Ừ. Ơ để rồi mà. Và quay lại lúc 9 giờ à. À, đây chỉnh đồng hồ lên 9 giờ đã. Thế bị lừa phát nữa lắm. Đúng. Mất thêm 10 đồng đi. 10 đồng. Tôi thích cái đồng hồ quá ha ha, đi mẹ biết ngay mà. Đi mẹ nó để lại cái cưa. Cay vãi. Rồi cái cưa đem đâu cưa đây. Ừ. Được. Lắp vào đây. Không lấy hết nhỉ. Xếp. Và phải xoay vòng tròn. Đúng mảnh gì à? Má là sao ta? Hay là zoom chúng vô nào bấm vô cái đó anh? Đấy, nếu thế thì zoom cái đầu tiên là cái này. Đấy. Đúng rồi. Luôn. Một vạt xanh, bên trên có một đường tròn. Ba ngọn cây. Đúng rồi. Ba ngọn cây đây. Màu vàng có một cái lượn chỗ này. Ba màu vàng thành một vạt. Trên có khúc mây cái này. Đúng rồi. Ủa? Trên tí nữa. Đó. Màu tím không. Lại có đám mây. Chuẩn luôn, đúng luôn. Hàng cây. Hàng cây hai ơi, gốc. Hàng cây xinh thắm. Gốc to cũng nhỏ. Gốc to, gốc nhỏ. Đây, đúng rồi. Ông mùa lạc nhiều. Bóng xanh. Ở trên. Bóng xanh không là chỗ này. Hai gốc cây xa nhau. Gốc này. Bầu trời màu hồng. Có quả gợn mây. Trời này. Không phải. Nó còn nói quá đùi gì. Đây. Có phải à? Đúng. Như đúng rồi đó nhưng mà chưa chuẩn. Đúng rồi. Đây nó như này. Đúng rồi. Giáp với cả hình tròn của mặt trăng à? Ở dưới rồi nè. À, thế nó phải là góc này. Góc này. À, cái cây đâm lên xuyên qua là góc này. Đúng rồi. Gì nhỉ? Ui. Có đồ chơi. Lắp ghép à? Làm gì anh? Cặp. Làm cặp. Làm hai cặp. À, ghép cặp với nhau.
cặp à? Ghép cho nó chọn, ghép cho nó chọn nè. Khoai tây với cả khoai tây, cái bịch khoai tây kìa, hai cái cây và có ngón tay ở đây vẫn là cứt phô mai lá với cây. Cái này là cái gì? Ống hút à? Đúng rồi. Hai này với nhau. Đây, ngón tay, ngón tay với máu. Tẩy với đi. Cái đó với khoai tây vậy nè. Tẩy là cái nào? Tẩy cái góc phải dưới của anh kìa. Đéo cái nào tẩy, tưởng đây là khoai chiên. Khoai chiên thì bỏ lên cái bịch khoai chiên. Phải không ta? Mỗi thứ cần 2 món à? Thế thừa món là đâu cái... Cái khoai là lên cái... Cái bản... tem nè, cái tem là qua cái thư nè. Ừ, cái bút này đi cục tẩy nè. Cái bút đi cục tẩy. Thư thì ở trong cái màu hồng hồng. Đây à? Ờ, đúng rồi đó. Cái này cục tẩy à? Xong rồi cái miếng tây bên trái vô cái miếng bánh. Ôi. Vẫn sai. Vậy hai cái này không phải. Thì... ống hút với cái cốc, bánh, cây với lá, đúng rồi. Thế cái này đéo phải tẩy à? Đâu phải tẩy, cái này cái gì vậy? Thế thư với bút. Thư với bút. Đúng rồi. Hai cái miếng này miếng xương gum. Lâu ra. Lâu ra. Dưới đây là loại thuốc mà tôi đã thảo luận với bạn trong cuộc hẹn. Cuối cùng của chúng ta, loại thuốc này sẽ không chữa trị bệnh của cô. Nỗi sợ của cô có gốc rễ quá sâu kín trong quá khứ. Tuy nhiên nó sẽ mang lại cho cô góc nhìn mà cô đang tìm kiếm. Thuốc đéo gì đây? Thuốc tờ clang. Clang là Superman à? Paracetamol. Thế phải cho con bé này uống rồi. Ăn thêm chắc đắt thế. Uống thuốc. Uống không cần nước à? Không cần nước luôn. Không, thuốc này là thuốc đáng giá tật. Gã liên tục chứ. Nhưng nó thì bệnh nha. Nó bị chắc là hở rễ bỏ rơi cho nên là nó bị một cái hội chứng gì đấy. Là sao? Là con chuột kinh thế. Kéo đi qua. Kéo qua được không ta? À qua được. Con chuột trong kinh cái này. Ừ. Sợ thế. Ừ. Từ từ, mình phải... thằng này thằng này cầm hoa, thằng này ôm đứa bé, không phải thằng này cầm hoa. I dream of poor Bob. Tôi mơ về Bob. Con chuột này ở đâu ta? Bà này cầm quả tim Bob mà. Bob là chắc không, Bob là chắc là chết. Tay của Bob như kiểu là ôm con, bế con ấy nhỉ? I dream of poor Bob. Thì bớt không phải không hoa rồi. Bác sắc mặt. Còn bé thì cầm hoa chứ. Hồn nhiên vui, vui chơi. Con cá và viên gạch. Nhưng mà thế là anh bỏ con đứa bé cho bớt rồi. Nó đưa dữ kiện mới chưa? Hay là nó vẫn mơ cho bớt? Không, đéo có gì cả. Cái này con nhỏ này nè, có nói gì nè. Em nghĩ là Bob mà cầm trái tim, tại vì là chia tay con bé này, đau buồn. Cũng đúng. Nhưng mà trái tim mà đau buồn thì nó sẽ đéo vẽ cả cuống tim như này em ạ. Đúng không? Tôi mơ bản thân mình chứ còn là đứa bé gái. Rồi. Đúng rồi. Lúc đứa bé thì sẽ cầm hoa hay cầm con cá nhỉ? Cầm đứa bé luôn chứ. Đứa bé, cầm đứa bé. Ui, okay.
I dream of myself as a little girl. Đứa bé sẽ cầm đứa bé. Sao đứa bé lại cầm đứa bé? Holy. I dream of myself. Không phải. Hay là đưa con này cầm. Đưa con này cầm luôn. Đưa ba mẹ cầm. Từ từ cứ thử con cá với thôi nào. I dream of myself. Không phải. As a little girl. Không biết hợp anh. Okay. Hay là hồi bé nó cầm đồ chơi nhỉ? I dream of myself. Không phải. Rồi vậy chơi với chuột rồi. Đừng đi. Con này không cầm anh. Đó là con ba này cầm được rồi. Tao lấy cái đầu luôn nè. Cầm rồi. Ba. Con bé ôm cái đầu bà này. Điệt mẹ đéo. Sao lại đắt thế? Nghe creepy vậy. Không thể thế được. Tiếp theo cái đầu này. Cái này anh cứ đưa từng cái đến khi nào được thôi. Ừ. Chị mình cũng chả thích nè. Đúng, bàn tay xoa đầu đứa bé, kiểu an ủi. Đéo ai thế? Đéo được, đéo xoa đầu kiểu đấy được. Đây là... Rồi, vậy chơi với chuột vậy? Đi vậy đừng nói là hồi bé ôm con chuột nhá. Mẹ quá khứ kiểu đéo có gì chơi, đéo ai chơi cùng. Chơi với chuột chết. Không phải. Ui, có mỗi cái đầu anh ơi. Thế còn mỗi cái đầu à? Còn đầu thật đi chứ. Đi đi. Ở mẹ thôi mà. Không phải, mẹ chúng mày nghĩ đác vãi cứt thề. Hay là đưa cho cái con đấy anh. Con đang nói, đưa cho con đang nói luôn. Không, con đang nói nó không cầm được cái gì cả. Bây giờ từ từ nếu như gỡ quả tim ra khỏi bốp. Ơ thế đéo phải. Ông nó xong rồi, xong thằng bốp. Ừ, xong thằng bốp rồi này. Và mẹ của tôi nữa chứ. Đúng rồi đó, giờ mới xong nè. Đúng rồi đó, chạm vào mặt đó. Trong khi mẹ nắm tôi, tôi chạm không mặt vào đấy. Trong khi mẹ nắm tay tôi. Lấy cái tay đưa cho bà mẹ. Mẹ nắm tay tôi chạm vào mặt bà đấy. Cầm đầu bà mẹ là cái con này cầm cái đầu bà mẹ, còn bà mẹ cầm cái tay con. Cầm cái tay. Đúng rồi. Fuck. Đây là đặc. Vẫn đặc. Chút vẫn đặc. Nó mà kiểu nó tượng tượng hình thôi à. Vô đề rồi. Thay đổi công chuyện. Tôi mê về thám tử. Anh ấy đang ở đó với một con cá lớn. Con cá lớn đây. I dream of the detective. Hình như là Trang của bà mẹ. I dream of the detective. Trang của bà mẹ. Oh no. À đây mình đang thử đúng rồi, thám tử. Người chim. I dream of a bird holding a rat. Con chim giữ một con chuột đây. Mừng quá cực vậy. Mơ linh tinh. I dream of a bird holding a rat. And then I see the corrupted soul. Một linh hồn, một linh hồn. Với đầu mẹ tôi. What happened to her? Cái chuyện xảy ra vào đấy. Thế thì phải lấy đầu bà đấy cho cái thằng này cầm. Cho thằng này. Ui, càng ngày càng đắt hơn à. Ảo thật đấy. Người bạn lông vũ. Cầm một cành cây đầy hoa. Người đây là bốp. Bốp à? Đi hết đi xem. Cái đi từ từ anh ạ. Nhìn nó còn. À, đây. Người bạn lông. Cái này vẫn ôm con chuột này. Đầy hoa. Nàng kể giấc mơ của nó cho mình nghe. Bà ấy ra đi. Bà ấy nắm một khối hộp màu đen. Cái khối hộp đó là Tesseract. Tesseract nữa. Bà ấy còn sống. Ồ, chồng mẹ đi đâu nhỉ? Đang đi chữa bệnh. Bé tàu. Tới chiều cuối tôi sẽ biết được. Đừng là đau buồn.
Đúng là giao lộ đầu. Mấy giờ tàu chạy ấy nhỉ? Giao lộ đầu buồn. Chưa biết mấy giờ tàu chạy luôn á. Thì lấy cái cọ đó quét thử cái... Lấy cái cọ với cái chanh. Hay là lấy cái cọ vẽ vào người con này? Không, không phải. Không phải luôn. Mấy giờ tàu chạy nha. Mẹ, nếu biết bây giờ tàu chạy làm sao chỉnh đồng hồ được? Ừ, anh cứ chỉnh đi, đến thì nó sẽ tự kêu mà. Yes. Mò á. Còn cái gì nữa không? Yes. Nếu như mà như lúc đầu ấy, là 4 giờ 5 phút là quay trở lại quá khứ. 4 giờ. Hay là 2 giờ. Đéo phải. Bao nhiêu giờ nhỉ? Quyền khúc đấy. Mấy sơn cái bức tranh này. Cái phần bức tranh nó mới ra vẽ này ra, có phải. Đây là cái bức tranh của ba mẹ nó, còn có mỗi cái đó à. Kim đéo được. Đốt. Trà thử anh. Đốt đéo được. Trà thử trà. Trà đéo được. Đen á, đen chuột. Đấy cọ chấm vào máu á, đéo được. Được luôn. Chấm vào máu của con chim á. Chấm vào con chim á. Chấm máu con chim á. Chấm đỏ chấm vào máu con chim. Ờ à, được, được được được, chấm được màu đỏ này. Ái biểu. Ui. Vẽ đây. Vẽ lên mẹ nào à. Vẽ giờ. Ok, con ra hình kìa. 9 giờ 55 phút. 9 giờ 55. 19 giờ 55, vãi cả biểu. À, vãi luôn. Tranh máu. Chưa cuối nào. Để xem câu chuyện gì đã xảy ra. Với hai mẹ con. Ticket please. My favorite passenger. Ừ. Ông kia là thám tử đúng không? Tự nhiên cảnh sát. Nhạc hay vậy? Đường linh hồn. Ơi ơi sao đây? Thôi kệ. Đây là 6 trường rồi, lấy 6 viên đá. Đây, linh hồn nó đây này. Ờ, lại cái hiệu cho đồng hồ. Nối dây. Ừ, cái này nối dây. Người phụ nữ chết. Ôi nó chết rồi à? Và nó còn lại mỗi linh hồn. Đúng rồi, nó chết rồi. Sau khi uống viên thuốc đấy, xong rồi nó bị ngáo, xong rồi chết luôn, đúng không? Nó mơ tưởng về quá khứ của nó. Vậy là mình là đám tử. Thủ hồ sơ. Cậy luôn à. Cậy cái này. Cậy rồi sao? Sao nữa? Phải có cái gì móc lên. Thêm một cái gì nữa. Ừ, thêm giấy. Nói. Như là như là đập con rùi sao. Không, đéo phải. Nó là cái gì đó. Chắc chắn là chưa đủ dữ kiện. À, có một cái tay quay. Lốc bớt này lắp bích được không nhỉ? Đéo được. Nó vẫn được luôn. Cậy. Chìa khóa ô hồ sơ số 9. À số 6.
Sang trái không còn gì không? Không còn gì à? Đây, ô hồ sơ số 6. Một cái xô á. Để cái xô vô cái tủ hồ sơ. Bật lửa. Múc. Đéo múc được. Múc. Mấy? Đốt. Đéo mấy được. Quẹt màu đen. Đéo quẹt được. Ghim cho lại được. Từ sao nó lại cháy thế nhỉ? Biết luôn. Này kệ được không nhỉ? Đéo kệ được. Cái dặn này nhỉ? Đéo vặn được. Alo. Ồ, ok nhá. Các bạn ơi, đợi tôi tí, tôi chạy vào lấy cơm rồi đó nhá. Uống nước đi mọi người ơi, uống nước đi anh em ơi. Đừng chát đây bà ơi. Uống nước đi, không phải vừa ép ba vừa sỏi mật thì buồn lắm. Uống nước nào chị ơi, uống nước ngọt. Mày cả uống nước ngọt. Được cái chứ. Mẹ mưa to đéo chịu được ạ. Mưa như bão luôn. Mưa to vãi. Anh ăn cái gì ạ? Cơm thịt xào hành tây em ơi. Wow. Không có. Này, bao giờ thì anh thay đổi món ạ? Sau này đổi cho em. Mày ké được. Số hứng linh hồn. Đéo phải. Điện. Ký tự. Xô hứng nước nhưng mà chưa có cái mở. Ủa? Còn nước cống rồi nè, xô nước cống đi. Múc nước cống á, ừ. Đó phải. Kỳ ta. Hết mẹ thứ rồi đấy. Người phụ nữ chết. Không cậy được, không vẽ được. Không múc người phụ nữ được. Không ghim được. Tủ hồ sơ. À, cái này phải có điện. Cắm vào thì cái kia nó mới mở được. Chỗ cái con rùi hồi nãy hả? Thế thì... Đấy cái xo hứng rùi. Thế thì được mỗi cái đoạn này thôi. Đó phải. Quay mấy cái hình như... Quay cái hình màu trắng. Ăn à, quay mấy cái màu trắng. Không quay được luôn. Quay được đéo đâu. Ơ, à, ok. À, di chuyển được. Di chuyển sao cho con ruồi nó bay qua cái lỗ màu trắng hay sao? Anh à, chỉ hướng ấy, anh chỉ hướng con ruồi nó bay ấy. À, chỉ làm sao cho nó về lỗ kia. Thế thì phát đầu cho... phát đầu chắc chắn không phải chỉ ngang rồi, game mà, đúng không? Yeah. Ừ. Đây mới là chỉ ngang này. Lên anh. Không, lên thì phải ở đây. Xuống. Vậy là phải xuống cho nó xuống. Vậy là từ cái thứ ba của anh đó, cho này nó xuống. Đã phải xuống rồi. Mới vậy thì không đủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đủ 7 nước. Đi xuống trước anh ạ. À. Cái đầu tiên ấy. Cái đầu tiên phải đi xuống. Đi xuống luôn. Thế thì nó phải khá là xa, nó phải như này. Như vậy, ok. Thiếu. Ừ, nhưng mà vẫn thiếu. Thế thì làm sao phải sao được bên kia? Đéo được. Thế mình phải xếp theo lỗ bên này trước thì nó dễ hơn không? Không, đéo được, như thế là ngược.
Thế là mình phải đi thẳng này. Hai mình đang nghĩ phức tạp quá nhỉ. Trời, chéo xuống này nè. Chéo xuống là nó mới xa hơn được. Wow. Thế này thì làm sao đủ nước được? Nhưng thiếu nước. Anh lại tháo cái đầu tiên đi được không? Không được, tháo ra nó lòi ra đấy nhé. Nó phải có một cái đường đi cực xa. Đấy này xong rồi chéo phát lên trên. Nhảy cốc. Thế thì đây. Nhưng mà thiếu. Đúng rồi. Nhưng mà thiếu quá phải. À mày. Xuống. Vậy là phải đổi hai cái chéo dưới anh ơi. Anh cho nó đi qua thẳng luôn. À, anh đổi nó thành cái không đủ. Không đủ chứ. Không đủ. Cần một cú đi lên. Lần xuống. Hay là chéo là xuống nha. Cái ô đầu tiên chéo là xuống nha. Đây á. Cái này là cái này á. Chéo xong mình xuống dưới thôi. Chéo. Xuống sang. Xuống. Xuống một cái xuống nữa, một cái xuống nữa. Đây cái xuống. Anh chéo. Đúng rồi. Chọn này. Ở đây được rồi. Hợp lý á. Giá mang à. Trò này cũng cùng đô kỳ thú hay á. Điệp mà nó bay đi đâu ấy? Không biết anh này. Không để ý luôn. Bay đâu nhỉ? Đây. Cặp thủ keo. I remember you. Please help me. Chìa khóa tủ. Tâm hồn. Tủ này à? Không phải. Tủ nào ta? Tủ điện à? Tủ điện à? Ok à? Đéo phải chìa khóa này. Rồi. Tủ này tự mở được. Lối được rồi này. Năm. Thế phải đi... Như là anh phải xem cái mô hình của nó nè. Năm cái lên trong... phải lên à. Nó có năm chốt á, năm chốt cho năm cái đỉnh. Bắn điện đó. Cái đó lên này. Thì chú là vậy cái đầu tiên chuẩn rồi đó. Từ em thấy là thế là nó có tổng cộng là 5 ô của nó đúng không? Lên. Cái này bắn điện. Lên, cái tiếp theo là cũng lên. Phải chứ. Xong lên. Nhưng mà nó phải nối được với nhau đã. Xong rồi lên. Lên đúng rồi. Xong rồi sang trái, đúng không? Nhưng mà nó phải nối được với nhau đã em ạ. Có dây điện. Câu chuyện là tất cả mọi thứ mình giải xong rồi và lấy được một cái chìa khóa thì bây giờ làm sao tập trung focus vào cái chìa khóa này thôi để mở ở chỗ nào. Thả xuống cống. Mất luôn, trở lại từ đầu luôn. Mất luôn. Tủ luôn. Hay là mấy cái tủ hồ sơ nhỉ? 89 thôi. Mở tới mấy tủ hồ sơ 789 thôi. Ô, bảy thật. Ui giời. Cắt dây à? Kìm cắt dây điện bên này nối bên kia à? Ừ.
Đấy, cắt mẹ này đi. Cắt cái kiểu. Ừ. Đúng. Ừ. Oh, shit. Ừ. Ờ, okay. thằng ăn trộm này. Mà... Ừ. Véo ti à? Chà tấn. Ảo thật đấy. Này là trực điện anh ơi. Đây là ghế điện rồi. 146. Năm tám chín hai. Nó lại còn véo được tí nó. Ờ, nó nói gì kìa? Đường miếng băng dính. À, băng dính điện, băng dính điện. Ôi, kéo dài ra được. Mẹ, em chân đau quá. Em xin này. Khó chịu thật sự. Giật về đấy chứ. Cay vậy. Ô à, mới được một miếng á. Quá cà bìu. Kiếm thêm à. Có những người nó còn chỗ nào. I have nothing to say to you. I have nothing to say. Giật năng cái cần nó nói. B đã có điện đéo đâu mà giật em. À. Vậy kiếm thêm bằng dính này này. Thêm bằng dính. Bây giờ có thêm đống số của nó. Số của nó này. Quan trọng cái đống số này đang đéo biết nhập vào đâu chứ. Thế mới là vấn đề. Anh em mở cái này lên, anh mở cái này lên nhỉ. Ơ, thế là cái này có điện rồi chứ. Nếu như mà cái đúng. Thứ hai mà mình là chổng lên trên. Sao để xem nào. Đúng rồi. Được. Thì cái hộp này là hộp phải bật công tắc đấy, đúng không? Sáng đen rồi. Thấy sáng rồi nha. À. Thông minh. Sẽ là hay. Lấy được cái tay quay. Và... tay quay này là của van nước. Lấy được xô nước. Lấy nước ra, tạt cho bạn đó. Bỏ vô giếng. Ờ. Nước chảy xuống tống. Ờ, con cá. Cái gì cơ? À, lấy cái xô hứng con cá. Cái nó nhảy lên chụp. Xô có nước. Hả? Cá. Xô có nước rồi à? À xô có nước rồi, xô có nước rồi. Vậy là mình bắt con cá thôi. Không thế từ từ, nếu như mà nước mà bị tắc nha thì cái cống này nó phải nổi. Đổ vô. Đổ vô à? Đấy. Ui. Kẹp quần áo. Ờ kẹp vú. Kẹp vú nó. Ờ kẹp vú nó thì nó sẽ khai ra một cái gì đó đúng không? Cái... ôi thiệt à. Nhột quá. À phải đúng hướng. Nhột. Phải nhéo đúng hướng nó mới đào. Cái này là 138 hay một bao nhiêu? Từ chắc chắn liên quan tới số trên người đó rồi. Ủa kìa. 4, 6 là thích. 4 là đau à? 1, cái bên này. Từ từ hay giật theo số thử nhỉ? 6, 4, 1 à? Oh. Anh để ý cái núm của nó nha, nó có mấy cái đường chỉ ra. Một, hai, ba. Nó có phải là gì không? Như kiểu kim giờ. Có số đấy. Nhưng mà nó nhiều quá. Nhột quá, nhột quá. Hay rồi kẹp mẹ nữa. Hay là vẫn thiếu nhỉ? Hai kẹp hai bên. Chắc hai bên nữa. Ừ. Xô nước. Kẹp xô nước lên, lên đầu đó nha. Phải là con cá chứ nhỉ? Xô con nước tiếp rồi. It's starting to hurt a little. Bắt đầu hơi đau. It's starting to hurt a little. À, giờ bắt đầu kéo vú nè. Thêm gì? Lại nữa. It's starting to hurt. Thế rồi. Không được. Chưa, nhưng chưa khai à? Chưa khai. Chắc tần nó. Ê, dập nước ở đây. Dập lửa. Dập lửa. Dây sắt. Dây sắt. Ui. Nghe là có phải thốn đấy.
có vẻ như là phải tra tấn nó nữa này. Còn cái vú bên còn lại này. Đéo được, đéo được. Dây sắt này để làm gì ta? Nối điện à? Đéo phải. Mắc vào tủ. Điện. Đéo được. Gạt điện, hình như có điện rồi. Nếu như nối vào đây. Hình như là... Ờ. Anh muốn nói được sao? Nói được nè. Ủa? Thế thì gỡ được cái băng dính ra sao? Tiếm một cái. Gỡ được. Và bây giờ gạt điện qua là đủ điện anh. Đủ đâu, nó mới lên được đến đây. À, bên đây. Vẫn thiếu. Thiếu một cái nữa. Ô, nhưng mà đủ một cái sang dây bên phòng bên kia kìa. Ủa, từ từ nhá, mình đâu cần nối lên cái kia, nó cái nối lên cái đèn mà mình chỉ cần quẹo trái hả? Quẹo trái là ra tới cái phòng tra tấn. À đúng rồi, qua tới cái phòng bên kia luôn kìa. Phòng bên phải. Đúng, à, đúng, phòng đúng, bên này là dạ, dạ, tra tấn tiếp. Là lên rồi này, rồi. Sang phải này. Cái này là sang trái sang đúng trái. Không? Thứ ba là cái thứ ba lên trên, sang trái. Ơ thế đúng có. Mẹ rồi thì nữa. Thế bên này phải có điện. Đúng rồi, có điện rồi. Mà. Đau chưa? Tai không? Mình phải kéo lên lại. Đuổi lúc mất mẹ đâu. Could you stop doing that? Dừng lại, sẽ kéo lên. Đéo giờ kéo lên luôn. Đi vào lưng bỏ chết rồi, rồi ra cắt điện đi rồi. Okay. Could you stop doing that? Could you stop doing that? Nó lấy được cái gì nữa anh? Không lấy được gì. Stop doing that? Còn nó có rớt cái nón đâu. Mà có không? Ủa? Là sao ta? Bịt mẹ thế bố dán vào tiếp cho mày chết mẹ mày đi. Ừ, hay lấy cái kẹp giấy với kẹp vào nút đầu tiên bên kia nhở? Ơ đúng mẹ. Ôi. Thực hình. Chìa khóa phía sau tay của người phụ nữ đã chết. Ờ. Sau bức tranh. À, vậy là cái... sau lưng bức tranh. Sau lưng cái hình. Ồ, chìa khóa tủ hồ sơ. Số 8. Một cái hồ. Rồi. Ờ, số trên người hàng kia luôn. Mở đèn anh ạ. À. Có miếng giấy nữa để mở đèn rồi. Cái đèn cái trụ điện ấy. Ừ, rồi rồi. Làm gì có, đâu thừa miếng giấy đâu nhỉ? Đó, anh mới lấy được cái miếng đầu tiên à, cái miếng như kiểu băng dính điện á. Ừ. Thì chắc là mở cái đèn lên là sẽ thấy hình gì nữa. Dạ. Yeah. Đó là đã đủ đâu? Đã đủ băng dính đâu? Đủ rồi, à, đủ đây, rồi có thêm miếng nữa. Hả? Điện lại đèn. Gì, gắt điện một, lên. Đúng rồi, 2 sang phải, 3 lên trên, 4 lên trên thì mới có đèn. Ờ, 5 sang phải. Ui. À, à đây cái đây đây. Cái hình trên tay đằng kia. Nó ứng với trên tay đằng kia rồi. Chó chim thuyền cây. Chó chim thuyền cây. Chó chim thuyền cây. Chó là 4. Chó là xương. Chó là xương. Thuyền là mỏ neo. Thuyền là mỏ neo. 49. Cây là hoa. Cây là à, hoa. Chim chứ. Là 5, chim là bướm à. Là chó chim thuyền hoa. Chó chim thuyền hoa. Đúng ta chim, chim gì thử. Hình như là cái bánh này nè, chim là cái bánh số 1 ấy. Em nghĩ hoa phải là bướm. Số 1 là ừ. Cái bánh hay là cái trứng à? Đâu số 1. Là sườn đúng không? Đây là cái đéo gì. À, nên chó nên... ăn xương, chà chim ăn nên... bánh số 1, cây ăn là 41. Cây ăn bướm à? Không, hoa. Hoa ăn bướm, bướm ăn hoa đó. Hoa ăn bướm cái này nó cùng một chỗ mà anh. Xong rồi thuyền là mỏ neo. À. Thuyền là chắc chắn là mỏ neo rồi. Là bao nhiêu nhỉ? Là xương, trứng, neo, hoa. Là 4195. 4195. 4953.
ơi cái đồng hồ cũ. Đồng hồ nó cướp. Đây. À, ấn ấn theo cái hình kia anh ơi. Cái hình này vẫn là hình từ đầu mà. Đúng. Là hình từ đầu mà. À, đưa. À, đưa đây. Kỷ niệm nó. Yes. Ủa đấy. Unlock me free. Vẫn thế à? Y hệt. Như là bị chết cháy hay sao rồi? Mọi người xảy ra này. Chuyện gì đã xảy ra? Với thời gian. Vậy luôn. Con số chín thế chứ á? Là sao? Hay là bắt đầu nó sẽ vô ending đây. Nhìn đến đây mình xuống. Còn nữa phần cuối. Đây rồi. Đây trường này mình là trường cuối này, trường ẩn này. Ồ, tưởng hố chứ. After credit. First thing next. Vậy là... Ừ nhờ, tù số 9. Ờ đúng, còn tù 9 mà. Quái nhờ. Quá không cần. Đây là chuyến tàu F982. This is where I belong. I remember now the three Lumian Hill, Okay. Sau lưng này, sau lưng như nào nhỉ? Bấm lên đây. Đây. Finally, you found me. I belong to the lake now. My past and future self, my daughter. I know she can live another life. She can still blossom. This is how I left the other world. Đây là mẹ nó lúc già mà đúng không? Đúng. An old woman. But I belong to the lake. À, mẹ mải chơi nhỉ? Con thì đeo chăm. A tree among others. Yeah, no. Help my daughter. She can still blossom. Là sao? Bé nữa hả? Tha bay sang kia. Cần như một cú phân tích đêm. I can see the blessing. My mother. I know she's here for me. I can live another life without sorrow. The lake belongs to me. My dear Harvey, take the train and find your own future. Là sao? Lú thế. Mẹ lú thế. Chưa hiểu câu chuyện. Lên tàu thử. Đi về luôn. Từ từ đã hết game đâu, xem hết game nó có giải thích gì không? Cứ hơi khó hiểu. Không biết giải thích luôn. Hay mà. Hay thật. Chỗ thật đi chứ. Là sao? Người Việt kìa, anh Hà kìa.
Nếu muốn tiếp tục được quên chiếc vali của bạn. Tiếp tục. Bạn đã tìm thấy bản đồ tàu điện ngầm, hãy sử dụng nút bên trên để di chuyển nhà ga mà bạn chọn. Nếu bạn đọc lá thư này, bạn đã thành công trong việc đi cùng Lara trong cuộc hành trình của cô ấy. Nhưng tôi có một nhiệm vụ khác cho bạn, xin hãy gặp tôi tại hồ. Từ từ đã, còn cái tủ hồ sơ số 9 đã mở đấy đâu. Mình có thể đi được hết tất cả mọi nơi đúng không? Bây giờ mình đến đường đến linh hồn trước để mình xem cái tủ số 9 xem mở kiểu gì. Đã mở được. Nhưng mà mình cũng vẫn có thể đi ra hồ. Ra hồ đi. Đi mẹ, về quay lại tàu điện kiểu đéo gì. Để quay lại tàu điện được rồi. Con cá đâu nhỉ? Hay con cá lên mình đập chết nó nhỉ? Đéo được. Hứng nó à? Đéo lấy con cá được, địt mà. Thế là như nào nhỉ? Ừ, xa hồ đây. Cái đấy gì đeo? Please collect all the cubes. One cube at every station. Mỗi ra con khối lớp phương. Thế là cái tủ số 9 nên nó chắc chắn là một khối lớp phương rồi. Use your items wisely. Khối lớp phương này nó ở đâu ta? Chỗ đều có một chỗ khóa. Đúng rồi. Mỗi cái đều có một cái khóa thật. Nó cho cái gì trên tay à? Đâu? Cho gì nhỉ? Nếu như nó cho một cái chìa khóa thì đúng là tất cả các cửa. Một đồng xu. Lấy được hai khối. Mới được achievement gì không? Nhặt con ruồi được achievement đấy mà. Một đồng xu. Cái là mở từng ga, mở mấy ga sao? Đèo hiểm ấy. Cho bà số nước. Vẽ mặt cho bà. Cậy ra cho bà thoát ra. Không phải. Đồng xu này dùng ở đâu ta? Em có cái ga nào cần đồng xu không? Cái cửa số 2 không lắp được đồng xu của anh. Cái cửa mà có cái máy bán hàng là cửa số mấy nhỉ em nhỉ?
Ở ga nào nhỉ? Giao lộ. Đau thương à? Đâu, cầu chim chứ. Đây. 50 đồng. Ô, 50 đồng. Mua đúng sô cô la kìa. Để mua được đúng sô cô la. Nhỉ? Yeah. Rồi. Giờ là ai ăn sô cô la này? Thanh hạt. Thanh hạt. Cho ai ta? Được học. Mà chơi một cái như mà is that metro coming? Leave me alone. You look funny. Ờ. Ra bộ nút nhạc, ra nút nhạc, ra nút nhạc, ra nút nhạc. Nhớ lại, nhớ lại. 222123 chứ. 222123123. 222123 đúng không nhỉ? 222123. Ông hát là chạm tàu, chạm cầu chim không ta? Giao lộ đau buồn. Chạm cầu chim à? Đúng không? Hôm nay nhiều mã phết. Ấy được một khối lớp phương này. Ơi. Ôi. Ô. Hay quá vậy ta. Hóa đơn. Ôi tiền nữa kìa. Thêm 50 tiền. Ui thế cái này đi mò hết. Nó là achievement rồi em ơi. Tiền này là đi qua chỗ cái ông bán cà phê. Mua cái gì á? Mua cái donut. Mua được một cái bánh donut. There you go. Cái donut này cho này ăn luôn. Cho này kia ăn. Donut, my favorite. Have you seen that mysterious person? She visits the red tile station at noon. Thăm ga lát đỏ vào buổi trưa, thế là 12 giờ. 12 giờ trưa. Ga lát đỏ là ở đây hả? Hay là chỗ khác? Thì chắc là ở đây thôi. Mình cứ chỉnh 12 giờ trưa xong mình đi một vòng xem. Rồi, không phải ga này. Ga lát đỏ là ga nào ta? Ga lát đỏ map khác anh ơi. Ga lát đỏ vào 12 giờ trưa. Và đây là ga lát vàng. À, cái tường á. Không phải luôn. Không phải ga này này. Không phải ga này đi. Ga đâu buồn à? À đây lát đỏ. Đây đây đúng rồi. Ơi, đây. Ok. Chữ Z. Sư. Người đàn bà bí ẩn. Bây giờ mình còn xô nước, mình còn cái cọ vẽ và một cái cậy đấy để mình mở những thứ mà nó hợp lý. Ủa,
sao cái tờ giấy như vậy? Nãy nó vẫn thế mà. Ờ. Sao nhỉ? Tội cho cái thằng đèn đèn này xuống nước xem anh. Ê, từ từ. Fishing wide door. Này là tạc xuống nước. Kéo được. Sao? Ê, cho anh có nước chưa? Có rồi mà. Số có nước. À, có nước. Cái này là nãy mình vẽ giờ rồi đúng không? Nãy mình vẽ giờ. Chắc là đéo có gì rồi này. Giờ phải coi hai cái phó lập phương nó làm cái gì nữa. Là để cuối nhát cho ông kia thôi. Hay mình cứ về nhát cho ông ấy thêm hai khối nữa xem được cái gì. Và anh nghĩ là nó chỉ là achievement của cuối game này thôi. Vậy là còn 5 khối nữa. Ui, thế thì đủ khối xong mà nhét vô rồi nó còn mở thêm một cái gì nữa. Ừ. Hay mình lên YouTube mình xem đi cho nhanh đi. Chứ bây giờ mình mò thì làm sao mình mò được đúng không? Thêm gì vậy nhỉ? Game mới chứ. Ồ. Ga đầu này thì đéo có gì rồi này. Ôi. À, anh viết nốt chữ rồi lấy xem được không? Viết ở đâu? Anh ấy. Trách này à? Tô nốt màu xem được không? Không được, nó không cho tô đâu. Có cần biết đây này. Có. Ừ. Đâu gửi lên đi anh xem nào. Hay rồi, game hay vãi cứt ra. Nó là một tầng riêng luôn. Một. Đâu xem nào.